Thôi, chào anh em, mình chào anh nha. Rồi anh Đường nha, đó, giờ mình là test kinh tế mới nha. Như em đã nói anh đó là anh đụng vô điện anh giật, mà anh trồng cái bao tay vô, trồng cái bao bóng vô, anh chọc ổ điện thì nó không có giật. Đây là cái máy CD, điện thế này đang 4.6, 4.7 rồi đó. Đang hoạt động nha, dây điện nghe của nó nè. Máy này là Ruby 2.1, nó có hai máy. Còn này là dung dịch tẩy mỡ. Còn cái là cái dây này là của nó luôn, nhưng mà máy C. Nó này là dây C. Vì anh nếu anh sợ C anh biết tại sao nó phải chia ra như vậy. Không phải dây này là qua máy này đây nha. Máy này này là của nó nè. Đây còn đi mình thử cho anh coi. Đấy, như ai chứ nhận anh thấy nè, mà chiếc ngại thôi. Rồi thử coi nè, chiếc có nano thì vô dung dịch tẩy mỡ tẩy dầu thì là như thế nào nha. Bắt đầu này nha, vô anh để ý nè, rồi xuống từ nha, ông tay ông ta. Điện vẫn mở, đấy. Anh nhìn nó thấy chưa, anh thấy chưa? Thấy chưa, anh thấy nó không chùi nổi luôn, thấy chưa? Đó, anh thấy nè, đấy, cách điện, cách nhiệt luôn. Thấy không, một chiếc nhẫn không nano thì nó xùi. Má cháy luôn. Đấy, nó chùi quá cháy luôn, chiếc kia không nano kìa. Anh để ý cái móc của nó nè. Móc nó xùi nè, thấy chưa? Mà chiếc nhẫn không xùi. Chiếc nhẫn ở đâu, nó đâu có dẫn điện được. Nano nó lên mà, anh thấy không xùi. Đấy, anh thấy không, chiếc nhẫn kia nó xùi. Cái móc nó xùi này nha. Đó, chiếc nhẫn không xùi. Nó xùi nó ngay cỡ dày mà không xùi nổi, chiếc nhẫn nó với em luôn. Chiếc này thôi, anh thấy, chiếc này thôi. Đó nha, nào dở lên. Xuống lại đây, không chùi nổi thấy chưa, anh thấy chưa. Rồi anh cái xe mà nghiên cứu đi rồi liên hệ lại em nha.